mọi người, hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy năng lượng luôn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở quận 2 để tiếp tục cho hành trình xây dựng nhân hiệu của Huyền. Và ngày hôm nay thật sự là rất là happy luôn mọi người ơi, bởi vì Huyền sẽ chính thức công bố một sản phẩm mà được rất là nhiều chị em mong chờ bấy lâu nay rồi. Và ở đây cũng là một sản phẩm của phiên bản giới hạn nha mọi người, limited nha mọi người ơi. Và với nhân dịp Giáng sinh này, Noel này, cho nên là Huyền đã quyết định làm một cái phiên bản vô cùng đặc biệt với những cái tính năng vượt trội hơn nè. Rồi một cái phiên bản vô cùng là hoàn hảo luôn để giúp cho chị em chúng mình có thể dưỡng da, bảo vệ da của mình bằng một phiên bản cực kỳ là giới hạn, từ công dụng cho đến thành phần đến những cái điểm nổi bật, và một cái giá vô cùng yêu thương và siêu tiện lợi luôn. Vâng, không ngoài gì khác chính là em serum sữa chống nắng phục hồi da của nhà Mỹ Dân. Và đây là phiên bản mini 30g nha mọi người. Phiên bản mini 30g thì với tính năng vượt trội cũng như là với phiên bản make up nâng tông trắng hồng làn da của mình, cái chất ở bên trong nó là cái chất màu hồng hồng da nha mọi người. Đó, phù hợp với tất cả mọi loại da của mình luôn. Đó, thì với độ SPF 50 có thể bảo vệ làn da của mình tối ưu nhất, và đồng thời sẽ cho mình một cái lớp make up cực kỳ là đẹp và căng bóng mịn màng nha mọi người nha. Với là 200 khách hàng đầu tiên được sở hữu em nó thôi. Thế nên là mọi người hãy để lại comment ở dưới cái video này để mà mình đặt nha mọi người.